Mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good à. À, cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi cho bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi, anh có 1 múi à. Tôi tên là Kỳ Nam, tôi sinh 1956. Tôi nguyên quán ở Kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Rồi tôi thì ở Sài Gòn. Rồi tôi là tốt nghiệp đại học bác sĩ thú y. Tôi là luật gia, tôi cũng có kinh doanh. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Thị Bích Hòa. Năm nay 45 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên nghiên cứu về kinh tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bên đàn gái biết chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đó, anh Kỳ Nam. Về mặt mạnh của tôi đó, tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng và quý trọng luôn trẻ em. Đối với tôi đó, khuyết điểm thì cái thứ nhất á, về cái khuyết điểm về lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, lớn tuổi đâu phải khuyết điểm anh. nhưng mà tôi cho là lớn tuổi. Cái đó không phải khuyết điểm anh ơi, có thể là cái đó mình tạm gọi là điểm yếu thôi. Lớn tuổi lấy vợ cũng khó lắm, cũng là khuyết điểm. Cái khuyết điểm của tôi á, thì khi tôi mà lái xe trên đường á, tôi gặp những người bất hạnh á, thì tôi chạy qua tôi thấy rồi tôi phải đảo xe lại, rồi tôi xuống xe, rồi tôi cho ít tiền người đó. Rồi, cảm ơn anh. Em nói chị nghe cái điểm mạnh của em nè. Em điểm mạnh của em là suy nghĩ tích cực, sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Yếu điểm của em là hay quên, không ít đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên quên hết. Tự nhiên quên hả? Tự nhiên quên. Anh đã có gia đình từ năm nào anh? Nếu mà kể hôn nhân không á thì có 2 cái hôn nhân. Mà cái hôn nhân đầu tiên á là người vợ tôi là bác sĩ. Chúng tôi có được 3 đứa con. 3 đứa con? Dạ, bây giờ 3 đứa con tôi ở Mỹ. Rồi sau đó thì cô ta viết đơn ly hôn. Lớn nhất bây giờ nó là kỹ sư công nghệ thông tin thì nó cũng khoảng 3 mấy á. Dạ. Cách nhau cũng 2-3 tuổi gì đó. Thì thằng đó là bác sĩ. Còn Úc? Còn Úc thì đang học y khoa. Dạ. Gái Úc. Còn người vợ sau đó? Tôi ly hôn vợ trước của tôi là bác sĩ thì tôi ở vậy 5 năm. Tôi sống một mình. Rồi trong 5 năm đó tôi buồn dữ lắm. Dạ. Rồi có những lúc tôi lái xe hơi về quê tôi An Giang á, rồi tôi nằm ở trong xe hơi rồi tôi buồn rồi tôi nghe nhạc. Thì 5 năm sau thì tôi gặp lại một cái người bạn sau này. Lúc đó cô gặp tôi là 26 tuổi. Sống với cô này bao nhiêu lâu? Rồi sống với cô này được 5 năm. Rồi trong cái lúc mà tôi đi Mỹ về á thì sáng hôm sau cô ta ẵm con đi. Tôi phải tìm rồi tôi chở con tôi về khi mà gia đình bên ngoại biểu cứ bắt về đi. Dạ. Anh xí xí em nói nhỏ anh, mình bớt nói cái cảm xúc của mình với cái người cũ để cái người mới bên đây người ta buồn á anh. Đàn gái giới thiệu chút xíu về bây giờ để đàn gái nói nghe tình trường của em như thế nào. Em đã kết hôn một lần, sau 6 năm thì chúng em chia tay. Và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Thì cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà có người thì họ cũng mắc cái bệnh ghen quá chẳng hạn là em cũng sợ. Mẫu người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời mình là như thế nào? Là một người đàn ông vững chãi, ấm áp, yêu thương em như chính cái con người của em. Có cái cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Còn anh Kỳ Nam, anh muốn tìm một người phụ nữ để có thể làm một người bạn tri kỷ với anh trên con đường còn lại là như thế nào anh? Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Cái mái tóc đen bồng bềnh dài giống như là ca sĩ Mỹ Tâm. Đen mà quăng quăng á, đen giận sấm á. Ủa anh Kỳ Nam giờ anh đang ở đâu là chính? Tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn nhưng mà anh đi đi về Mỹ hả? Tôi đi đi về. Anh là quốc tịch Việt Nam hay là quốc tịch? Ở quốc tịch Việt Nam. Xin chào nhà gái. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Bây giờ nè, mình cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Ví dụ hồi mà mở rào này ra đó, dạ, hai người tâm sự mà hiểu nhau á, dạ, thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ. Còn mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good à. Cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi cho bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi, em có 1 múi à. Với mối tình thứ ba này thì anh muốn có thêm đứa con nào nữa không anh?
Chưa chắc để thì hỏi. Để hỏi đó. Nếu cô ta muốn á thì tôi cũng đáp ứng. Tức là mình có một đứa con 6 tuổi rồi phải không em? Dạ không. Em là chưa có con ạ. Sống với nhau được 6 năm rồi em chia tay. Anh ơi, bên đây chưa có con anh ơi. Chắc ta muốn có con á. Là em cũng rất là như trẻ con, nhưng mà em cũng không có ý định có em bé nữa. Với cái tuổi 45 này thì đối với sức khỏe của em nữa. Thì em không có. Nếu có đẻ thì em cũng không đẻ nữa. Nhưng mà hiện nay bé 2 tuổi đó sống với anh, sống với bà xã anh. Cái cô thẩm phán mà giải quyết ly hôn vừa rồi đó thì cổ giải quyết con theo tôi. Nhưng mà cổ nói là theo luật á thì con dưới 3 tuổi thì theo mẹ. Tạm thời bây giờ anh chưa có vợ, anh chưa có người phụ nữ để mà cùng anh chăm sóc đứa trẻ, thì tôi quyết cho nó theo mẹ. Rồi khi nào mà anh thấy đủ điều kiện có người phụ nữ kế bên á cùng chăm sóc con á thì anh làm đơn thay đổi quyền nuôi con thì tôi sẽ giải quyết. Tức là giờ nếu mà anh có gia đình tôi thì vẫn cương quyết bắt con của về. Rồi vậy là con có thể về với anh được. Đi với ai vậy? Em đi với cả bố mẹ em. Trước tiên tôi xin chào MC Thuyền Linh và nghệ sĩ Hồng Vân. Thực sự là tôi đang điều trị ở viện về cái khớp, nhưng tôi trốn viện tôi về để ủng hộ cho con gái. Rồi là trước tiên tôi nhận xét về anh đây thì tôi thấy cũng rất là dễ thương, có cái gì đó hợp vì anh cũng bên luật sư phải không ạ? Tham gia chương trình như Hòa nó không có duyên, nó học thiếu trước kia thiếu có nửa điểm là nó cũng đỗ, nhưng mà thôi nó cũng bỏ, đến đây là một cái duyên rồi, bấm hay như thế nào đó thì nhường lại cho hai cháu. Cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình. Chúc hai bác khỏe ạ. Anh Kỳ Nam đi với ai ạ? Tôi đi với đứa cháu. Tôi tên là Mỹ Hạnh, cháu của cậu Kỳ Nam. Năm nay tôi 69 tuổi, má tôi là chị thứ hai của cậu Kỳ Nam. Thì giờ tôi có những cái lời nói là cậu tôi đã cũng gian dở hai đời, nhưng mà giái trời Phật cho kỳ này kết duyên hai người thành đạt với nhau. Cảm ơn cháu ạ. Bây giờ mở rào đi. Rồi mở rào. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò, cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Anh có món quà nhân cái đầu ngày đầu tiên mà gặp em ở trong cái chương trình này, một cái đó hoa 99 bông hồng. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh, nhưng mà món quà tinh thần. Dạ. Rồi. Đây là một bài mà em rất là tâm đắc. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đêm giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cò lặn lội mấy chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Cảm ơn ạ. Hay quá. Cảm ơn em, cái bài rất là hay. Anh tiếp một bài mà hai bài đều không nghệ sĩ. Dạ anh hát đi. Dạ. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu. Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em. Rồi thư đi qua lại cây nhờ môi với mai, anh đưa em giao phố lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu vàng yến nè, anh chọn màu vàng quanh cơ. Thế rồi em giận anh đó, anh xin lỗi. Hết giận chưa? Hết giận rồi. Rồi vương vỡ lại lành,
Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ, bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Chồng hiền như con gái, cưới vợ xinh quá đi thôi, hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hay quá. Hay. Hôm nay em cũng gửi tặng chương trình bài thơ ạ. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò, cảm ơn ekip của MCV. Ông Mai và mối tuyệt ghê, kết duyên bao cặp nên đôi kịp đò. Bấm nút là đã hẹn hò, lắng nghe tim đập nhịp chờ nhịp trông. Đến khi hôn thì đã xong, vỡ òa hạnh phúc trông mong một đời. Xin cảm ơn. Hay quá. Em muốn hỏi gì vậy anh? Ừ. Em muốn hỏi anh là quan điểm thế nào để mà về tình yêu mà để nó bền vững, hôn nhân bền vững á? Anh cũng định hỏi em lại câu đó nhưng mà em hỏi trước rồi thì coi như là có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Trong tình yêu á thì mình phải chân thành, mình phải có một cái quyết tâm là sống với nhau trọn đời và chung thủy. Người chồng cũng như người vợ á, theo quan điểm của anh á, vợ nấu cơm, chồng rửa chén, cùng nhau nuôi dạy con và phải có cái kế hoạch nuôi như thế nào, rồi nữa nó học ở đâu và nó làm việc ở đâu. Thì cái kế hoạch đó thì mình phải có thống nhất với nhau. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái mà để cho trong tình yêu cũng như hôn nhân mà bền vững là phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa, để lắng nghe, có sự lắng nghe để hiểu nhau. Thì khi mà vợ chồng mà sống với nhau á, mà có cái bất hòa, anh là cái người chủ động làm hòa trước. Dạ. Đó, để giải quyết cái bất hòa đó. Hay cái quá. Thứ hai nữa, mình phải cùng nhau. Dạ. Tâm đầu ý hợp. Có xa một chút xíu á, thì mình cũng phải giữ gìn, mình phải bảo vệ cái tình yêu, cái hôn nhân để cho nó trường cửu, giống như là sông Hằng và núi Everest. Hết thời gian rồi. Quyết định trong vòng 3 tiếng đếm anh chị nha. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Anh không bấm, chị cũng không bấm luôn. Dạ. Chia sẻ chút xíu tại sao chị lại không bấm nha. Tại sao vậy em? Về mọi mặt anh đều rất được, nhưng mà em nhìn trong anh cũng như qua lời nói với cái sự trao đổi của anh thì chưa có cái cảm nhận được cái tình cảm của anh. Anh cảm nhận thế nào ạ? Tôi cũng xin lỗi chương trình, thì tôi cũng chưa có chuẩn bị được cái thời gian mà để mình tính những cái chuyện hôn nhân nữa. Dạ. Yeah. Thật sự nói thì anh yên tâm, hôm nay anh chị không bấm nút nhưng mà ở trên truyền hình á, rất nhiều người cũng sẽ tìm nút bấm cho anh mà bấm nút cho chị ở đây. Với tính năng EKYC xác thực hình ảnh, pickable cho bạn smart thật sẽ chi thật. Em tên là Thủy, em năm nay 27 tuổi, em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Hồng Vân, chào bạn cùng chơi và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây và đang xem chương trình. Em tên là Võ Đức Trường, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Năm nay em 28 tuổi. 28, hơn bên kia 1 tuổi. Cái công việc hiện nay em đang làm gì? Dạ, em đang làm bảo trì điện cho một công ty trên địa bàn ở quận 9. Em gái cho bên đàn trai biết về ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ. Khuyết điểm của em là em hơi lười. Khuyết điểm khác cũng là em nước ướt. Có nghĩa là bộ phim người ta là chỉ khóc những cái lúc mà cao trào nhất, còn em là chỉ cần cảm động là em khóc từ đầu tới cuối. Rồi, mời em trai. Dạ, cái điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng. Ừ. Dạ, em không hút thuốc mà em biết nấu ăn cũng hơi bị ngon. Em có mất ướt không cưng? Dạ, cũng hơi hơi chị ơi. Trời ơi, rồi coi phim có khóc từ đầu đến cuối không nè? Dạ, chắc là em khóc vào cái điểm cuối thôi chị ơi. Cái lúc mà cao trào thì em mới khóc thôi à. Nói chung hai đứa về giận nhau ngồi khóc thôi. Em có tật xấu gì không vậy cưng? Dạ, cái tật xấu của em thì nhiều lắm chị ơi. Dạ, ví dụ như là em được nghỉ vào những cái ngày mà cuối tuần thì chắc em ngủ từ sáng tới chiều vẫn được. Nhiều khi mà em căng thẳng quá thì có thể là em đi đâu mất tiêu nên hay trốn. Trốn đi đâu?
Dạ, ví dụ như trong công việc thì em sẽ trốn đi chỗ nào đó người ta ít tìm được em nhất. Trong cuộc sống thì em đi biển hay đi đâu xa xa xíu. Ồ, vậy cũng phải tật xấu em ơi. Anh có thằng bạn á, cũng có tật xấu giống em. Nó thể mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận, nó trốn. Mà nó chuyên môn trốn trong toilet. Đó mới là tật xấu. À, đường tình duyên bên đàn gái sao nè? Dạ, hiện tại là em đã trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình thứ hai thì là thời sinh viên. Và mối tình thứ ba thì là cách đây 2 năm. Thì em quen bạn đó cũng được khoảng 1 năm. Xong sau đó thì bạn đó quay lại với người yêu cũ. Rồi mời em trai. Dạ, em thì em có 2 mối tình ạ. Em mối tình đầu tiên của em là gắn với thời sinh viên. Rồi mối tình mối thứ hai. Mối tình thứ hai của em là cách đây 1 năm rồi. Yêu mấy năm? Dạ, tầm cỡ 3-4 tháng thôi ạ. Ồ, vậy cũng ít quá. Nói chung là tình yêu của em cũng chưa sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ. Bây giờ mình tính tới tương lai đi. Dạ. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng của em như thế nào để cùng đồng hành với em trên suốt cả cuộc đời luôn? Dạ, thì cái người yêu lý tưởng của em thì chắc em không có mộng cao sang đâu ạ. Thì hiện đại và pha chút truyền thống là được rồi. Cái người nói mà một chút hiện đại pha lẫn truyền thống mới khó đó. Em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây như thế nào? Dạ, thì qua cái giọng nói và cách mà bạn chia sẻ thì em nghĩ là bạn này cũng có một chút gì đó gọi là hiện đại một tí. Tóc dài hay ngắn? Em nghĩ là nếu như bạn ấy thì chắc là tóc hơi dài xíu. Không, hiện đại phải tóc ngắn. Truyền thống như Hồng Vân là tóc dài. Chị nhìn em thì thấy em có vẻ là một người hơi tình cảm, hơi yếu đuối một chút xíu, đúng không? Dạ đúng rồi, em sống thiên về tình cảm. Hồi nãy em nói là em khóc đoạn cuối, chị không có tin đâu. Chị nghĩ là chắc em khóc từ đầu đến cuối đó. Khóc trước bên kia luôn á. Trong cái ví dụ như thường á, hai người mà yêu nhau rồi gây lộn với nhau á, thì em có khóc không? Dạ thì có một lần em níu kéo không được là em khóc. Trời, tội nghiệp không? Dạ. Anh cũng có thằng bạn mỗi lần nó giận phụ nữ nó cũng trào, mà không trào nước mắt nó trào nước miếng. Anh thiệt tình, người ta đang vô melo mà thiệt cái anh chọt vô cái róc liền. Rồi đi làm ngành điện người có hay bị điện giật không? Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi. Em bị điện giật hoài. Trời ơi. Cái bài luôn hả? Dạ. Mỗi lần bị điện giật rồi có khóc không? Dạ, không đâu ạ. Cái lúc đờ hay là gì khóc? Khoảng thời gian mà lúc em mới chia tay mối tình đầu tiên á, thì lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ, nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ, còn giật nặng thì không có ạ. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa nào đi khám bác sĩ lần bữa nha, kiểm tra lại toàn thể cơ thể coi sao. Anh bị điện giật có 2 lần mà anh cũng khùng rồi đó. Nói chung nó là vậy nè, bên đây là tình cảm nhẹ nhàng hư sinh. Để tôi xem bên đàn gái coi. Trời ơi. Dạ. Dễ thương vậy trời. Đó. Em biết sửa điện không? Nghe không, điện. Vì em biết sơ cứu người bị giật điện không? Chắc em phải về học. Phải học nha. Chứ nếu mà không mà sơ cứu không biết người ta bị điện giật rồi rào vô nó giật là cái người sau mới là mệt đó. Em nghĩ là cái đối tượng bên đây á, anh ấy như thế nào? Tại vì hồi nãy bạn đó có chia sẻ là bạn đó có một tật xấu là ngày chủ nhật ngủ có thể là ngủ từ sáng tới chiều. Thì em nghĩ đó đúng là tật xấu á, tại vì nếu mà quen bạn gái mà ngủ từ sáng tới chiều thì thời gian đâu mà dành cho bạn gái. Không có bạn gái nó mới ngủ chứ có bạn gái dễ gì nó ngủ. Trời đất ơi. Với lại về cái vấn đề mà bị giật điện nhiều lần em thấy cũng hơi quan ngại. Thôi cái này hơi quan ngại. Yên tâm, em trai bên đây là tỉnh táo lắm. Trừ khi nó trái gió trở trời thôi. Không ông sao? Có nha, ông làm mối mà ông không có binh vực bên đàn trai. Mình phải nói hết cho bên đàn gái hiểu. Không, nhưng mà hồi nãy bạn có nói là đó là cái thời gian mà chia tay cái mối tình kia. Là khi mà bạn làm việc á, bạn bị lơ đãng quá là vì buồn á, cho nên mới bị điện giật. Đó, cái vấn đề đặt ra là như vậy. Có nghĩa là một người rất là yếu đuối, tình cảm. Em không thích người bạn trai của em là quá yếu đuối. Có nghĩa là con trai là phải có quyết đoán nhưng không độc đoán thôi. Phải mạnh mẽ. Bên đây chỉ yếu đuối trong chuyện tình cảm thôi. Còn công việc thì rất là mạnh mẽ. Anh thấy những người làm điện là người ta mạnh mẽ lắm. Dạ em mạnh mẽ lắm. Quyết đoán không? Dạ có quyết đoán mà không độc đoán. Có gia trưởng không? Không độc đoán. Dạ không có gia trưởng anh. Chỉ có yếu đuối trong tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ do con người của em là sống thiên về tình cảm, cho nên cái mặt đó là cũng là cái mặt mạnh và cái mặt yếu của đúng em. Rồi thì em đã sắp xếp chuẩn bị cái gì cho cuộc sống gọi là hôn nhân chưa? Dạ thì em có chuẩn bị rồi chứ chị. Chuẩn bị gì nè, nói dạ, nghe. Thì cái khoảng thời gian đi làm của em á thì em cũng tiết kiệm được một chi phí cũng ít ít để đủ để lo cho có chi phí sẵn sàng rồi. Đủ để lo cho bạn tầm 2-3 năm.
Giờ nhà cửa sao? Hai đứa lấy nhau rồi nhắm chừng nào có được căn nhà? Dạ, quê em là ở Gia Lai á. Hiện tại thì em có mua được một miếng đất ở đó. Coi đâu miếng đất ở Gia Lai người ta bán đó, ta vô thành phố ta mua. Nói chung là anh cũng có chuẩn bị rồi đó, cho đàn gái yên tâm. Thôi bên hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội bạn thân của em. Hội bạn thân? Hội bạn thân có độc thân không? Dạ có, em lên đây thì ngoài gánh trọng trách là tìm người yêu cho em thì em cũng phải tìm luôn cho những người bạn. À vậy hả? Rồi. Vậy là mấy kỳ sau là có 1, 2, 3, 4 cô mặt này lên đây hết nha. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn trường, cũng như chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay bữa ngày hôm nay. Mình phải cho nhau cơ hội ở đây chương trình để có thể tìm hiểu nhau, quen biết nhau hơn nữa. Mong Thủy và Trường hãy cùng nhau cho nhau cơ hội để có thể là cho tụi mình được báo hỷ sớm. Rồi sau đây là Châu có một số đôi lời cũng muốn nhắn gửi tới Thủy. Rồi. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào Cưng. Chào Trường. Khi mà Thủy đến đây thì mình cũng mong Thủy tìm được một cái người, một nửa còn lại của mình. Mình cũng nói với Thủy là Tết tới rồi, có bồ đi. Nhắc đứa ý quá vậy. Tới rồi, bạn... lạnh lắm. Hồi nãy cứ Thủy có ra ám hiệu, Thủy nói là nếu mà bạn đó mày mà thích đó, thì mày phải dày. Mày không, mày thấy vừa vừa thì dày. Mà mày không thích thì phải như vậy. Giờ mấy đứa để sao nào? Dạ vậy. Ok, ok. Rồi Trường đi với ai? Dạ em đi với cháu trong nhà của em và bạn em ạ. À, rồi. Dạ, cháu là tên là Thương, là cháu của chú Trường. Thì cháu thấy là chị rất là hoạt bát, khá là xinh xắn. Và với cái mái tóc ngắn thì thực sự chỉ là nhìn khá là cá tính. Còn về chú Trường á, thì bản thân chú thực sự là một cái người hiền lành và sống tình cảm. Cái việc mà chạy đi đâu đó thì cũng không hẳn là trốn đâu, mà là thực sự là cần một cái khoảng không gian yên tĩnh cho mình để suy nghĩ, để tìm cách vượt qua, chứ không hẳn là một cái người yếu đuối. Thực ra thì một bên hiền lành, một bên hoạt bát thì hai bên có thể là bù trừ cho nhau. Nếu như mà đến với nhau thì thực sự là cũng rất là thú vị ạ. Trời, con đi cháu giỏi quá nha. Đó, cháu chín chắn hơn quá là chú. Quá giỏi luôn. Chú thấy nghe cháu bình chú chưa? Số 1 luôn. Được rồi, bây giờ mình mở rào đi ha. Ông thấy sao? Ok. Mình nói ok, tôi cũng thấy ok tôi đó. Tôi tiến tới đó. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ ai, chào bạn, mình có món quà tặng bạn. À, cảm ơn anh. À, đây Thủy cũng có món quà. Cái này là quà handmade scrapbook từ tay Thủy làm. À, thì nếu mà sau này mà mình có duyên hẹn hò thì mình sẽ dán hình hai đứa vào đây. À. Đẹp quá nha. À, như đây là lần đầu tiên em làm cái này cho một người nào đó. Cảm ơn bạn, mình thấy rất đẹp. Cảm ơn em, sao cảm ơn bạn. Bây giờ Trường hát cái gây cái ấn tượng thế nào? Để gửi tặng cho Thủy với lại là chương trình, với lại là quý vị đang xem chương hình, thì em xin gửi bài tình Đông Phương. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu thương sao chưa thành câu. Sợ rằng đường về cũng còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vơi sầu lấy. Nàn đẹp dịu dàng muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em sẽ nhớ cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàn ơi đã biết chăng anh đã yêu từ lâu. Rồi mời Thủy đáp lại đi. Vậy em cũng xin đáp trả lại bài, đó là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Em hồi hộp quá, em quên mất lời. Bởi gái vì tôi muốn khi em đã yêu, là con tim em đã, là con tim em đã sương trắng rất nhiều tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người,
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Rồi. Mỗi quà coi người ta tặng mình cái gì nè. Trường thì là bên điện. Cái này là hồi xưa chuyên ngành của trường thì đã làm qua cái này. Và trong đó thì có rất là nhiều thứ. Đẹp quá à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện trong vòng 2 phút nha. Thì cái mà hồi nãy trường nói là trường hay đi trốn, cái đó là chỉ là nhất thời thôi. Có nghĩa là cái lúc mà mình chưa tìm được một cái giải pháp gì đó thì tạm thời mình sẽ né nó một bên. Để mình, thứ nhất là mình lấy lại bình tĩnh cho mình. Và thứ hai là mình cho cái người đó có một cái khoảng không gian để người ta cũng suy nghĩ lại. Có thể là sau đó thì hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Miễn đưa em đi trốn là được. Nếu mà hai đứa tiến tương lai thì sau này về mình sẽ phát triển kinh tế gia đình như thế nào? Người ta nói là con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tổ ấm. Tiền bạc thì chắc là thầy giữ hết. Vui tháng thì... cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ôi, à, thương ghê không? Thương trời ạ. Ở trong cái quà tặng cho trường, Thủy có viết rằng đôi khi định mệnh chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua từ ánh mắt. Dạ. Yeah. Và bây giờ khoảnh khắc nó đã đến. Biết đâu định mệnh nó sẽ là ngày hôm nay. Và đôi khi định mệnh đó tốt hay không tốt, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bấm hay không bấm, đó cũng là định mệnh. Nào, hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi Linh uống cà phê đi. Bây giờ trường đã bấm, còn quyền quyết định vẫn ở Thủy. Đôi khi định mệnh cũng chỉ là những khoảnh khắc. Thôi được rồi, qua từ đôi mắt ha Thủy ha. Dạ. Nào, chúng ta vẫn hồi hộp chờ đợi xem cô ấy có bấm nút hay không. 3 2. Một. Chúc mừng. Thủy là làm đúng luật á, cứ phải xuống cái tường nó mới bấm. Nào hãy nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên để minh chứng cho mình bấm nút từ trái tim. Dạ, mời nhà trai. Và trên công việc luôn tỏa sáng. Dạ, cảm ơn. Xin chào. Năng lượng quá, mời nhà gái giới thiệu về mình trước nào. Dạ. Xin chào Lý. Ủa? Dạ. Chưa xong hả? Ngồi đi. Khỏe sao không? Khỏe. À, mình là người đâu? Dạ, em là con trai gốc Huế nhưng sống Sài Gòn. Sống Sài Gòn. Dạ, là thành người Sài Gòn rồi. Mình vô đây bao lâu rồi? Dạ, em vô đây khoảng 6 năm à. Dạ. Mà bạn tên là gì? Dạ, em tên thường gọi là tên phụ, mà tên thật thì giải tờ thì Cao Quang Bình. Cao An Bình. Dạ. Ngồi đi An Bình. Dạ. Đứng ngon là cào luôn. Ngon là An Bình. Cao An Bình. Dạ. Tên lạ đẹp ha. Tên Cao An Bình, lúc nào Bình An, lúc nào An Bình hết. Mà cao nữa. Nhiều tuổi. Dạ, em năm 75. 75. Dạ. Sinh năm 75. Bên kia tính tuổi đi, khỏi nói. 47 tuổi à. 7 tuổi. 85 là 10 tuổi. Dạ. 47 tuổi. Khoảng 4 mấy thôi. Tính theo mà khoa học Tây Phương thì đúng là 46 thôi. Việt Nam mình là khi nào dâng lên một tuổi. Dạ. Nước dân là tuổi dân luôn. Sinh năm 75. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Dạ. Nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh với Ngọc Lan với mọi người trong trường quay. Em tên là Trần Thị Yến. Sinh năm 1979, gốc ở Bến Tre. Bây giờ hậu khẩu em ở Long Thành, Đồng Nai. Dạ, là chị ở đó luôn hả chị? Dạ. Hôm nay ở với ai vậy? À, công việc của em là may xuất khẩu đi Hàn Quốc ha. Thảo Mai ha. Dạ. Trời ơi, ngon bốc lửa lắm nha mọi người. Yến ở với ai vậy? Yến ơi. Dạ em ở Đồng Nai với ai vậy? Dạ em ở với
con em anh. À, ở với con hả? Dạ, em là mẹ đơn thân anh Linh ơi. Vậy à? Dạ. À, đơn thân con trai hay gái gì? Dạ, con trai em nay 10 tuổi anh Linh. 10 tuổi? Dạ, đang học lớp 4 anh. Em xã bao lâu rồi? Dạ, em hồi xưa giờ em chưa có kết hôn. Chưa có kết hôn sao có con? Chưa có kết hôn lần nào, quen người này rồi có con Linh Linh rồi. Rồi người ta đi về nước rồi hai mẹ bỏ hai mẹ con ở Việt Nam một mình 6 năm mà mất liên lạc luôn rồi anh Linh ơi. Trời, mất liên lạc luôn hả chị? Dạ. Còn nghiệp không? Rồi ông xã em người Việt hay là người nước ngoài? Dạ người Hàn Quốc anh Linh. Ông có biết nói tiếng Việt không? Dạ biết anh Linh. À. Ông tên gì? Dạ cô Hong Chun. Dạ. Cô Hong Chun. Xin chào cô Hong Chun. Ông chơi xong dâm gì? Trời đất ơi. Ông có coi được cái video clip này thì nhờ ông liên lạc với con để chứ mất liên lạc hơn 6 năm thì nó cũng không biết là nhưng, tình hình như thế nào. Nhưng mà lúc ông về nước đó, ông đi về Hàn Quốc á, ông có biết là em có con không? Dạ biết anh Linh. Biết vậy mà nở lòng nào dạ, về luôn hả? Sống với con được 4 năm rồi về nước luôn, tới bây giờ con em 10 tuổi anh Linh. Không quay lại luôn năm. Dạ không anh Linh. Trời, mất hoàn toàn liên lạc luôn, chị không biết gia đình ảnh đó như thế nào. Dạ. Thật ra thì cũng lo ha, cũng không biết. Thôi được rồi, đó là số phận rồi. Dạ. Mình cứ đổ lỗi số phận cho nó nhẹ nhàng hơn đi. À, rồi, nãy giờ quên hỏi Bình An Bình là làm công việc gì? Dạ em làm bên ngành mộc trang trí nội thất anh. Trang trí nội thất? Dạ. Mình đang có cửa hàng được không hay đang? Dạ em đang đi làm cho tư dân. Nói chung là làm xong thi công trình mà chuyển đi tỉnh nào là mình tới trang trí lắp ráp. À tức là tỉnh nào công ty di chuyển là mình di chuyển theo. Dạ. À. Lại cái nghề này cũng có tiền rồi nha. Dạ cũng tầm tàm mà nhưng là nghề đồng hồ là có tiền nhiều hơn. Nghề đồng hồ nào? Nghề sửa đồng hồ đeo tay này. Nhưng mà em có nghề có nghề này có nghề sửa luôn. Dạ. Mình vừa làm thợ mộc vừa sửa đồng hồ. Vậy thì mai mốt mình có cơ hội mình mở cái tiệm nào đó mình làm cũng được đúng không? Dạ đúng rồi, mong cũng ưa lắm, chưa tiền chưa có. Bây giờ làm tư nhân thì cũng có tiền nữa. Dạ. Mình tình duyên sao Bình? Tình duyên thì em cách đây 16 năm còn quen một người mối tình đầu rồi thôi. Từ hôm đó đến giờ tham ăn mình thấy cảm thấy chưa thành đạt gì đấy, em quen ai luôn. Từ cách đây 16 năm rồi đó hả? 16 năm, đúng 2026 nhờ cô gái đó là chắc có được con một lần rồi. Có con rồi hả? Dạ. Rồi mình biết ta có con không? Biết chứ, nói chung là em con quen. Con của mình hay con của ai? Không,